Xin chào các bạn. Bài học hôm nay có nội dung làm việc với các layer trong MapInfor. Như ta đã biết, bản đồ của một số khu vực thường được chia thành từng nhóm dựa theo tính chất của thông tin trên bản đồ và được số hóa thành từng mảnh riêng biệt. Khi muốn hiển thị bản đồ, ta chỉ mở những lớp cần thiết ra thôi. Trên menu chính của menu của MapInfor, Layer Control, kiểm soát lớp là lệnh cho phép kiểm soát hiển thị các lớp bản đồ. Trong phiên bản mới của MapInfor thì Layer Control đã được gắn luôn vào bên phía bên tay trái màn hình, chứ không để nổi ở giữa như các phiên bản trước, phiên bản 10 chấm. Đầu tiên ta mở một cái bản đồ ví dụ. Zoom bản đồ, kéo bản đồ, ở bài trước đã giới thiệu một lệnh là cắt vùng để hiển thị một vùng riêng biệt. Ở đây để mở bài trước thì bài trước chúng ta đã lưu bản đồ dưới dạng workspace. Bây giờ muốn mở lại cái workspace của cái bài trước đã ghi, ta làm như sau. Vào open, chọn ở đây là workspace. Đó, kích vào đây, open. Thì sẽ mở ra cái bản đồ như lần trước ta đã mở. Đó, chính là cửa sổ làm việc. Như này. Bây giờ lệnh cắt vùng có nghĩa là như nào? Khi mở các lớp trên bản đồ, nhiều khi ta chỉ muốn hiển thị một vùng nào đó thôi. Ví dụ ta muốn hiển thị một tỉnh nào đấy thôi, chứ không muốn nội dung bản đồ chạy ra map cửa sổ bản đồ. Muốn hiển thị nội dung chỉ của một vùng bản đồ, ta phải có một vật thể kiểu vùng của khu vực muốn hiển thị. Cách hiển thị như sau. Giả sử ta muốn hiển thị một tỉnh thôi, giả sử là tỉnh Yên Bái. Ở đây ta thấy là cái lớp grid nó đã đè lên những cái lớp khác, và ta khi ta chọn thì nó chọn chọn đè vào lớp grid đây. Khi mà kích chuột vào thì lớp grid nó tô đậm lên, có nghĩa là đang chọn. Vậy thì ta tắt đi cho nó khỏi vướng, tắt lớp grid đi. Đây có một lớp nữa nó cũng đang chồng lên là lớp sông, tắt luôn. Đó. Ta chọn vào cái lớp tỉnh Yên Bái mà muốn chỉ nổi hiển thị một tỉnh Yên Bái thôi. Sau đó từ menu chính thì ta chọn Map Set Grid Region. Đây nó hỏi là muốn thay thế cái Grid Region chưa không, thì ta chọn là thay thế. Đó. Thì bản đồ rõ ràng đã chỉ hiển thị một tỉnh Yên Bái thôi, còn lại các lớp kia thì nó được che khuất. Nó đã che khuất rồi. Về hộp thoại Layer Control thì mình cũng nói nhiều rồi. Thì các cái chức năng của nó chính là bật tắt để biên tập là hình cái bút. Để muốn bật lại cửa sổ đấy, ta chọn là Grid Region Off. Đó, thì nó sẽ mở lại tất cả. Đây menu Layer Control thì ta có thể, nếu mà chưa thấy, ta gọi lên bằng cách chuột phải Layer Control. Thì cái hộp thoại Layer Control nó có những cái chức năng như này. Đây là chế độ biên tập Edit Table. Để chế độ chọn, nếu mà tắt cái này đi thì ta sẽ không chọn được. Tắt cái chế độ Select Table đi, để đang on có nghĩa là có thể lựa chọn, nếu tắt đi thì sẽ không lựa chọn được. Label
là gắn label như lần trước, bài trước chúng ta học gắn label cho lớp grid lưới, các cái tọa độ góc khung. Tiếp theo là cái việc di chuyển layer thì có cái phí mũi tên là move layer down hay là move layer up. Ví dụ như là ta muốn move các cái, nếu mà cái thành phố này giả sử như nó ở dưới này đó, thì ta move up xuống, move down xuống đấy, move down xuống thì nó sẽ bị chìm đó, các bạn thấy nó bị chìm mất rồi, chìm mất cái lớp thành phố rồi, tại vì nó bị cái lớp các tỉnh này, nó là đối tượng vùng, nó che khuất, cũng như là cái lớp màu này. Đó, nó che khuất đi. Bây giờ ta muốn nó nổi lên thì ta lại move up lên. Đó, lên trên. Đó, thì nó lại nổi lên đây rồi. Hoặc ta kéo nó lên, lên trên thì nó cũng lên. Vậy là cách di chuyển lớp lên trên hay xuống dưới thì có hai cách như thế, một là dùng up and down, hai là kéo trực tiếp. Tiếp theo là tắt remove layer, ví dụ ta remove layer grid này. Đây grid ta remove, ta chọn remove thì nó sẽ remove remove đó. Vẫn còn một lớp lưới nữa, ta remove node, remove là loại bỏ cái layer đang mở. Mà muốn add thêm thì chúng ta vào add layer grid. Đó, thì nó lại sẽ add thêm. Ở đây cái chức năng bật và tắt lớp thì các bạn đã được sử dụng qua mấy bài học trước rồi. Không có gì là khó cả. Chỉ có việc kích vào đây thì là tắt, kích lại thì là bật, vậy thôi. Nó là visible on hoặc off. Đây chức năng layer property thì có cái một số cái chức năng như này, layer display, style override thì bài trước cũng đã làm quen. Đây là label display, chỉnh chọn label với cái cột dữ liệu nào hay là với cái thuộc tính nào, tên hay kiểu hay kinh độ ví dụ. Label rule, label rules thì là chỉnh cái vị trí của label, ví dụ là ở trên, ở giữa hay ở bên trái bên phải dưới. Và đây là khoảng cách của cái label đến cái trọng tâm của cái đối tượng mà điều chỉnh label. Nếu ta cho to thì nó sẽ xa ra. Đó, các bạn để ý cái bên này, càng cho to thì nó càng xa, cho nhỏ thì nó lại gần. Đó. Đây ở đây ta chọn là allow duplicate text, tức là cho lặp lại, text lặp lại, hai text gần nhau thì vẫn được, vẫn hiển thị. Nếu ta chọn vào đây thì hai label nó chồng lên nhau được, còn nếu ta chọn vào đây thì nó chỉ hiển thị một trong hai label nếu mà hai cái chồng lên nhau. Ở đây là chỉnh phông cho label, thì thường ta hay dùng phông tiếng Việt là .vn và .vnee là hai cái mã mà được hỗ trợ tiếng Việt. Màu sắc thì chỉnh như là đối tượng text, và cái label ấy nó cũng chịu cái sự chỉnh sửa cũng như là chỉnh sửa bằng text thôi, đậm, nghiêng, gạch chân, bóng, hello box. Đó. Ở đây thì Melvin for phiên bản mới nó cho chỉnh phông trực tiếp từ cái menu này, chuột phải. Label phông, chỉnh trực tiếp được phông. Đó. Chỉnh được luôn. Vernie chẳng hạn. Vernie hobo chẳng hạn. 10
Đây ở đây ví dụ như là ta tắt cái lớp grid đi. Cái tính chất gọi là selectable. Đây ví dụ là đây đang là lớp các tỉnh. Ví dụ ta tắt cái lớp này, tắt cái tính năng lựa chọn này đi, selectable off thì sẽ không chọn được cái lớp tỉnh các tỉnh nữa. Đấy, các bạn thấy là kích chuột lên nó không không có cái thể hiện là đã được chọn nữa. Khi các bạn muốn muốn bật lên selectable on thì chọn được. Đấy. Khi chọn lên nó sáng lên. Tiếp theo đây thì mình muốn đề cập sâu vào một chút về cái phần dán nhãn và các thiết đặt cho dán nhãn. Ở nút lệnh label, ở đây ví dụ là thành phố. Thành phố thì để xem nó có những cái thuộc tính nào để ta dán nhãn. Kinh độ, vĩ độ. Giả sử như là lớp thành phố. Ở lớp thành phố đó thì ta lúc nãy là ta chưa bật cái label cho thành phố, mà mới bật là cái lớp lớp các cái tỉnh cấp tỉnh. Bây giờ bật lớp thành phố. Đó. Thì ở cái lệnh label layer property này thì ở cái mục layer display label display thì ta quan tâm đến cái cột là label width. Ở đây label width là dán nhãn với cái trường nào. Ở đây ví dụ ta muốn ngoài cái việc là dán nhãn tên của thành phố thì ta muốn dán nhãn nữa, đó là kinh độ vĩ độ chẳng hạn. Đây ở đây thì ta sẽ chọn là expression hoặc là không cần, đây có kinh độ rồi. Đây. Ví dụ ta muốn hiển thị tên và kinh độ expression thì column là tên này cộng tên cộng kinh độ. Ok. Đây nó báo là trường tên tên không đúng. Để ta đánh thừa rồi. Tên. Đúng. Ok. Giả sử thế. Ở đây ta chọn cái phông khác đi. Phông này nhìn hoa mỹ quá. Và nó không gọn. Ở đây ta chọn phông hiên time. Vừa đi time để cho nó gọn. Ok. Ok. Đó, các bạn thấy là ở đây nó là ví dụ là Apa Chải của tỉnh Lai Châu này. Nó đã hiện lên đây rồi. Đây là kinh độ rồi. Nhưng mà các bạn thấy là nó đang liền nhau. Bây giờ để điều chỉnh cái này ta làm như sau. Vào lại cái layer control. Vào lại cái expression. Ở đây ta sẽ cộng thêm một cái nữa là cộng thêm mở kép dấu phẩy. Tên gạch ngang cả kinh độ. Ok. Thiếu dấu cộng. Đó.
apa trải gạch ngang kinh độ. Giờ ta muốn thêm chữ kinh độ nữa chẳng hạn thì lại vào đây leo property expression ta cộng thêm chữ kinh độ nữa. Cộng đặt chữ kinh độ vào trong dấu ngoặc kép. Ok. Đấy, các bạn đã thấy là nó đặt là kinh độ apa trải kinh độ tầm này. Bây giờ giả sử như muốn chữ kinh độ nó xuống dòng thì làm như sau. Ta vào layer property, vào lại cái mục expression. Ở đây muốn một cái dòng text nào đấy nó xuống dòng thì ta thêm cái ký tự xuống dòng. Ký tự xuống dòng ở trong mã ANSI nó là 13. Ở đây tôi sẽ ví dụ. Ví dụ muốn xuống dòng từ cái chỗ kinh độ. Thì ở đây ta thêm cái ký tự xuống dòng là CH R mở ngoặc 13 kinh độ. Đây ta lại muốn cả vĩ độ nữa thì ta copy cả cái dòng copy CH13 vĩ độ. Vĩ độ. Có lỗi. Ta xem cấu trúc lệnh bị lỗi ở đâu. À, ta thiếu cái số ký tự xuống dòng đó, nó thiếu cái dấu đô la. Để xem cái trong function nó có cái ký hiệu đó. Đây. Đây chính là ký hiệu xuống dòng ở trong cái function này. Nếu các bạn không nhớ thì bạn vào đây CHR đô la mở ngoặc 13. 13 là ký tự xuống dòng trong mã NSI. Ok. Xem kết quả. Bạn thấy chỗ apa trải này xuống dòng này. Kinh độ lần này, vĩ độ lần này. Như vậy là chúng ta có thể chỉnh sửa rất nhiều cái tùy chọn trong cái phần level tự động này. Ta có thể kéo dùng chuột kích vào để kéo, ví dụ ta muốn kéo nó sang phải, kéo sang trái, kéo lên trên, kéo xuống dưới để được. Như vậy các bạn thấy cái phần level tự động rất là hữu dụng. Nhưng mà các bạn zoom nhỏ lại thì thấy là các cái level nó cũng chỉ hiển thị một số cái thôi. Vì khi zoom nhỏ lại thì cái level nó đã bị che khuất và nó sẽ không hiển thị nữa. Nó nhỏ quá, cái không gian nó nhỏ. Nó sẽ tự động cắt đi, nó không bị rối. Khi phóng to thì nó mới hiện, thu nhỏ thì nó không hiện. Đó là một cái đặc điểm linh hoạt trong cái phần mềm các bạn có. Khi nào cần thì nó hiển thị, còn không thì nó ẩn đi. Mình nói thêm về cái phần chế độ hiển thị nhãn. Layer property. Ở cái mục Layer Display, Layer Visibility dùng để chỉnh chế độ hiển thị của nhãn. Display with rank
display display with zoom range, có nghĩa là hiển thị với cái zoom bao nhiêu, với độ phóng đại bao nhiêu. Nếu giới hạn này nằm ngoài khoảng giới hạn display của lớp bản đồ đang được chọn thì có thể lớp bản đồ đó hiển thị nhưng nhãn không hiển thị. Trong trường hợp có dấu chọn mục display with range sẽ có màu hồng đậm. Đây ví dụ ta chọn là zoom từ cái khoảng nào đến khoảng nào. Ví dụ là ta chọn là zoom từ khoảng 100 m. Người nghìn mét thì trong cái khoảng zoom này nó sẽ hiển thị, còn nếu ngoài khoảng zoom thì nó sẽ ẩn. Ở đây nếu mà lựa chọn là allow duplicate text, allow duplicate text thì được đánh dấu mặc định và nó sẽ và ta có thể dán cùng một nhãn nhiều lần trên bản đồ. Lựa chọn allow overlaps overlapping text thì các nhãn có thể chồng lên nhau. Đây ví dụ tôi chọn allow overlapping text, các bạn thấy là nhãn nó sẽ chồng lên nhau. Đây lúc nãy ta đã chọn cái zoom rồi nên là zoom nhỏ quá thì mấy cái nhãn kia nó không hiển thị. Để ta chỉnh lại cái chế độ zoom đi. Layer property. Đây, max zoom 100.000. 100.000 xem. Chưa thấy gì. Chưa thấy hiển thị. Triệu xem. Đây ta thấy là các cái label đã hiển thị tắt lên và nó chồng lên nhau, chồng tất cả lên nhau rất là dối. Thì cái trường hợp nếu mà không cần thiết thì ta sẽ bỏ cái lựa chọn overlapping đi thì nó sẽ đỡ dối. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm một số cái tùy chọn của cái display label này. Ở đây dán nhãn thủ công thì trong một số trường hợp thì ta trình bày bản đồ có thể sử dụng cái chức năng dán nhãn tự động của cái nút lệnh label trong cái label layer control. Tuy nhiên cũng có thể dán nhãn một vài vật thể trên bản đồ chứ không phải tất cả. Trong trường hợp đó thì ta sử dụng nút lệnh label trên thanh công cụ drawing. Đây. Các bạn thấy nút label nó hình cái nhãn này. Giả sử như là ta muốn dán nhãn sông chẳng hạn, bật lớp sông lên, tắt cái lớp thành phố này để cho đỡ rối. Sông này. Sông.
lên lớp sông. Ta chọn label của lớp thơ sông là màu xanh này. Textile của nó là màu xanh italic. Đó. Ở đây nó có cái hiển thị đây. Level text đây. Line nằm ngang. Rotate tức là nó chạy theo đối tượng. Chạy theo cái đường đường nằm, chạy theo đường nằm ngang này. Curve là nó chạy theo vòng tròn. Ok. Ở đây là chọn nút lệnh level ở trên thanh công cụ drawing này. Ví dụ ta đánh chọn sông này. Đây ta đang bị một cái vùng nó chồng lên, ta chuyển về Gorilla đi. Nó chồng. Nếu ta kích vào đâu thì nó sẽ lên ở đấy. Ở đây dán nhãn thủ công có nghĩa là kích vào nó lên. Đấy, ví dụ kích vào đây xong mã đây, kích vào phát thì nó lên. Đây xong đà, kích vào phát đó, xong mã. Nhãn thủ công thì như bài trước chúng ta đã dán nhãn thủ công cho lưới grid thì cũng biết rồi. Như vậy là mình cũng nói khá nhiều về cái phần dán nhãn trên bản đồ. Hy vọng các bạn về nhà làm bài tập và tự mình khám phá thêm các cái chức năng của menu level. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn.